Dạ, thằng Sơn á sẽ lấy con Thơm. Thiệt hả con? Dạ. Vậy là trời Phật phù hộ rồi. Con cũng mới hỏi con Thơm nè, nó cũng e thèn gật đầu rồi. Hai đứa nó đã quyết định thành vợ thành chồng. Vậy là tốt quá rồi. Vậy là má đã thanh thản được phần nào. Má, thằng Sơn nó làm thợ mộc cũng khá lắm. Còn Thơm sẽ tiếp tục phụ con bán trái cây. Cuộc sống như vậy là quá đủ với hai đứa nó rồi. Bây giờ má chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, để mà còn bồng cháu nội nữa chứ. Ừ, con nói phải. Hai đứa tụi nó phải sanh cho má một đứa cháu nội, để má thấy vui vẻ tuổi già. Với lại ba con, ông mong có cháu nội trai lắm. Hơn nữa má đang mong mau khỏi bệnh, má muốn vào chùa xin tu tập. Chỉ có như vậy má không còn ái nái với những chuyện má đã gây ra. Cuộc đời má đã sai nhiều rồi, nằm đây mới thấy là mình đã gây ra nhiều chuyện sai quá. Bây giờ nói ra biết làm sao mà sửa. Ông trời trừng phạt má, cho nên bây giờ má mới nằm một chỗ như vậy nè. Má, má đừng có nghĩ như vậy mà. Em vô đi. Dạ. Dạ con thưa má. Chị ba, bắt đầu từ ngày hôm nay, gia đình mình chính thức có thêm thành viên mới. Đó chính là Thơm, vợ của con. Dạ, con thưa má. Chị ba, tại sao mày muốn rút chân khỏi giang hồ? Mày cứ coi như thằng Sơn khoái này đã chết rồi. Bây giờ tao muốn có một cuộc sống bình yên. Tao đang có một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc hả? Bình yên hả? Gia đình của mày sẽ không bao giờ được bình yên nếu như mày không có sức mạnh, mày không có tiền. Mày nói chuyện tao nghe mắc cười quá. Mày quên rồi hả? Lúc mới đi thành phố mày nói gì với tao? Mình phải kiếm tiền, mình phải kiếm thật nhiều tiền, mình phải chơi lại cái lũ nhà giàu. Mày quên rồi hả? Bây giờ mày bị làm sao vậy? Vũ à, tao nghĩ mày cũng nên dừng lại đi. Đừng ra tay nữa, lộ tẩy là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm cái gì? Mày đừng tưởng có chút tài hơn tao rồi mày nói cái gì tao cũng nghe. Tao nói cho mày biết, tay mày đã nhúng chạm rồi, đừng có mày đặt thanh cao. Chính vì vậy tao càng muốn rút chân ra khỏi giang hồ. Tao không muốn làm những chuyện trái với lương tâm của tao nữa. Tao tưởng mày kêu tao tới đây nói chuyện hợp tác lại với anh em, bài chuyện giải nghệ hả? Biến mẹ mày đi, tao không cần đứa bạn như mày. Thằng hèn nhát. Anh, em để nói cái coi. Từ từ đi. Từ từ cái gì? Tao nói cho mày biết, mày muốn rút thì rút một mình đi, đừng có lôi tụi tao theo. Tao phải có tiền, tao phải cần có nhiều tiền. Còn mày, ở đó xuống đài làm cô Lý đi. Vũ, nghe tao nói, đi làm công cũng đủ tiền để sống rồi Vũ à. Mày hãy dừng lại đi, nguy hiểm lắm. Tao linh cảm là có cô Mai đang theo dõi mình. Tao nói mày biết, không có mày tao vẫn sống được, nhưng không có tiền, không có ma túy tao sẽ chết. Anh Sơn, thank you.
Mày tới đây làm gì? Tôi muốn gặp anh Bảy. Vô đi. Alo, tôi nghe. Báo cáo, tôi thấy tên Sơn vào nhà bẫy đá. Ở ngoài có lắp đặt rất nhiều hệ thống camera. Được rồi, tạm thời đồng chí cứ rời xa khỏi căn nhà để chờ đối tượng, tránh bị phát hiện. Rõ. Sơn đã vào nhà bẫy đá. Nhà có gắn hệ thống camera, có rất nhiều người. Sao, khỏe chưa? Chúc mừng mày đã quay lại với nhóm. Tao đang cần mày làm cho tao chuyến hàng quan trọng sắp tới. Anh Bảy, tôi đến đây để xin anh cho tôi dừng tại đây. Là sao? Tôi muốn nghỉ. Có nghĩa là mày muốn rút ra khỏi nhóm. Tại sao vậy? Tôi không còn sức khỏe. Nhưng mà mày vẫn còn cái đầu và kinh nghiệm của mày. Cái đó tao mới cần. Anh Bảy à, anh đừng làm khó tôi. Tôi cũng đã đem nhiều tiền và của cải về cho anh rồi. Tôi bây giờ không muốn mày nói chuyện bẻ khóa, đột nhập vào nhà người ta, cướp của giết người nữa. Ban đầu tôi về nhóm của anh để ăn trộm những tụi nhà giàu, bởi vì tôi ghét tụi nhà giàu. Của cải tôi có thể lấy được, nhưng thật không ngờ chúng ta có thể ra tay những người vô tội. Tôi mệt mỏi lắm rồi, hàng đêm tôi không ngủ được. Tôi sống mà thao thức suốt đời. Anh Bảy, anh cầm dao kết liễu cuộc đời tôi đi. Còn nếu như anh cho tôi sống, thì sau khi tôi bước ra khỏi căn nhà này, tôi không còn là Sơn Khóa nữa. Tôi và anh không còn mối liên hệ nào nữa. Đường ai nấy đi. Bây giờ tôi ngồi đây trước mặt anh, anh muốn xử sao xử đi. Anh cứ xử tôi đi anh Bảy. Tôi biết luật giang hồ mà. Sơn à, mày đã từng biết tao rất trọng dụng mày, hơn những thằng đàn em thân cận nhất của tao. Tôi biết. Ai đã từng bảo vệ mạng sống cho mày? Là tao. Tôi cũng biết, nhưng chuyện tại miếu nổi, chắc chắn trong nhóm có người muốn xử tôi. Sao mày nghĩ anh em đối xử với mày tệ như vậy? Xử mày được cái gì hả? Giang hồ mà, ghét nhau cũng xử, tranh giành quyền lợi cũng xử, chướng tay gài mắt cũng xử, giăng mặt cũng xử. Cũng có thể anh chia cho tôi nhiều phần hơn người khác, hoặc ai đó muốn mượn tay tôi để chơi thằng tài miếu nổi. Ở trong tù tôi được học bài học, ra giang hồ coi chừng bị người ta ganh ghét, ra chiêu mượn tay giết người, quả là không sai. Tôi hỏi anh, cái nhà mà tôi đột nhập vào cướp và thằng Vũ cắt cổ người ta chết là của ai, là địa bàn nào? Anh biết nó là nhà của ai đúng không? Đúng không? Là nhà của ba thằng tài miếu nổi.
Đây là tất cả giấy tờ và chìa khóa. Con cố gắng bán sớm cho bà. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng bán để cho ông trừ nợ. Mà ngôi nhà này có án mạng nên khó bán lắm. Ông cũng hay thiệt, cho con nhỏ này đứng tên nhà, ông cũng lợi hại lắm. Thôi con à, đừng nhắc chuyện này nữa. Sắp tới ba cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ba nữa. Ai, ai đã chỉ cho tôi căn nhà đó? Là anh. Và nó cũng ở địa bàn của thằng Tài Miếu Nổi. Anh mượn tay tôi để giết nó. Nhưng anh không ngờ là nó cũng mạnh quá. Anh có biết vì chuyện này mà tôi mất ngủ, tôi bị khủng hoảng như thế nào không? Tôi không còn tin anh nữa, không còn tin thằng Hổ thằng Lửa nữa. Và cũng phải có thằng đã cung cấp nơi tôi ở để cho tụi nó truy sát tôi, thằng Vũ và con Lam xong. Lẽ ra tôi phải nên trả thù những người gài bẫy tôi. Và anh cũng không còn có thể ngồi ở đây. Mày nói gì? Mày chán sống hả mày? Đó. Nhưng tôi không phải là kẻ giết người. Tôi không phải là kẻ máu lạnh như các người. Nhất là thằng Vũ, một thằng bạn đáng thương của tôi. Tôi không có máu lạnh, nên tôi biết tôi phải rời khỏi nơi này. Không hôm nay thì chắc chắn ngày mai tôi cũng sẽ chết. Mà không biết vì sao tôi chết. Tất cả những gì cần nói tôi cũng đã nói hết. Nếu anh muốn xử, anh xử tôi đi. Nếu như anh không xử tôi thì tôi đi. Đi đâu? Lửa, mày vẫn biết một điều. Theo luật giang hồ, mày chắc chắn không dễ dàng ra đi như vậy. Vì mày biết quá rõ ràng tao là ai. Mày nên nhớ mày nợ tao một mạng. Khi nào tao muốn lấy, tao sẽ lấy. Được. Thằng Sơn này nợ anh một mạng. Chúng ta đừng ai nấy đi. Sơn, nói thì phải giữ lời đó. Mày nói được thì phải làm được. Lũ hả? Mày nói với thằng Vũ và con Lam lo biến lẹ đi. Thằng Sơn nó xin rút rồi đó. Anh Bảy, thằng Vũ thấy ghét, nhưng em thấy nó máu lạnh đó, phù hợp cho đi bảo vệ mấy chuyến hàng heroin của năm xe ben. Hy sinh nó tao không có tiếc cái gì cả, nhưng phải tìm mọi cách dằn mặt nó. Miễn sao tụi bay và nó kiếm nhiều tiền cho tao. Tao đang dốc sức hết cho chuyến hàng sắp tới và rất cần những thằng liều mạng như nó, tụi bay hiểu chưa? Thằng này không chỉ có máu liều mà nó còn có máu điên nữa. Tự nhiên khi không nó làm mọi chuyện rối tung lên, làm liên lụy tới tôi và Lam nữa. Mày nghiện quá rồi đó. Có đi ăn cướp cũng không có lũ tiền mua thuốc đâu. Tao nói cho mày nghe, anh Bảy là gia đình cho tao, cho mày với con Lam ly chỗ khác ở. Mà lý do vì sao tự mày biết rồi ha.
thằng Sơn với mày là bạn. Nó ly rồi thì mắc mớ gì anh phải bảo bọc mày tránh lượng công an? Tao không báo thì không ai biết mày ở đây hết. Tôi biết. Alo, đợi thằng em ăn ơn anh. Nhưng tôi xin anh đừng có đuổi tôi với Lam. Đợi khi nào anh Bảy ngu giận, tôi sẽ về xin anh Bảy. Trước tiên á, là mày phải dặn xếp cái chuyện mày với Hổ Dương Liễu cho lẹp. Mày nên nhớ, bây giờ mày không có thằng Sơn bảo vệ cho mày. Từ trước tới giờ mày chỉ là cái bóng của thằng Sơn. Mày không có giỏi bằng nó. Tao không có tin mày làm được chuyện lớn. Tao biết không phải là mày sợ, nhưng mà mày chưa đủ bản lĩnh và không biết cách làm. Thằng Sơn khóa nó hơn mày cái lầu, còn mày không hơn lực nó cái gì hết. Nếu mày không chứng minh được mày đem nhiều tiền về cho anh Bảy thì tao buộc lòng hãy theo lệnh anh Bảy thôi. Lũi mày với con Lam ly chỗ khác. Anh em mình sống với nhau cạn tình cạn nghĩa, mày là có giận tao. Lối thẳng ra cho dễ xử, giang hồ là vậy đó. Mẹ mày còn dám vác xác tới đây nữa hả? Mày muốn gì? Nói. Tao muốn làm đàn em của tụi bay. Cái gì? Mày nói cái gì? Tao muốn làm đàn em của tụi bay. Mày với thằng Sơn vốn tự tôn tự tác được mà, không cần đến tao, tụi mày vẫn có thể bước chân ra giang hồ được. Vậy thì việc gì phải đến đây làm đàn em của tụi tao hả? Lần này tao đến gặp tụi bay là có thành ý thật lòng, muốn tụi bay xin anh Bảy cho tao làm đàn em. Tao có thể làm đàn em của mày, hay là thằng Lửa cũng được. Hổ, bình tĩnh nghe nó nói cái đã. Nói đi mày. Mày cũng biết rồi đó, xưa nay tao không ưa mày với thằng Sơn. Mày cũng biết chứ không phải không biết. Mày á đã từng chơi hai đứa tao rất nhiều vố. Tụi tao chưa tính sổ với mày, vậy mà hôm nay mày dám giác xác tới đây xin làm đàn em của hai đứa tụi tao. Công nhận mày cũng gan và lì lợm lắm. Hôm nay tao đến đây gặp tụi bay là cũng biết tụi bay muốn gì. Tụi bay muốn làm gì tao cũng được, nhưng mà tính thằng Vũ này rất thẳng thắn. Tao nói thẳng với tụi bay, tao có khả năng kiếm tiền gì cho tụi bay. Tụi bay biết khả năng của tao rồi đó. Những gì muốn nói tao đã nói hết. Còn nếu như tụi bay vẫn chấp nhất chuyện cũ, tao sẵn sàng quỳ đây để xin lỗi tụi bay nếu như tụi bay muốn. Quỳ xuống đi thằng con chó. Quỳ xuống mày. Quỳ. Không cần đâu. Thôi được rồi, nếu mà mày thật lòng á muốn làm chung với tụi tao thì mày phải thể hiện lòng thành của mày đi. Bây giờ mày phải đi xử một thằng cho anh Bảy. Tao đảm bảo với mày, xử xong mày sẽ lên số. Xử ai? Tài miếu nổi. Mày sợ rồi phải không? Tao nói thiệt với mày, thằng Sơn nó còn trần mặt thằng Tài, nó chỉ là mày. Nhưng mà địa bàn của nó rất là ngon ăn, có rất nhiều nhà hàng, khách sạn, karaoke. Nhưng bây giờ mày xử được thằng Tài thì băng đảng của tụi nó như là rắn mất đầu. Tao không sợ thằng Tài, tại tao có thù với nó, muốn trả lâu rồi. Nhưng mà làm sao tiếp cận được thằng Tài? Chuyện đó thì tùy mày. Mày phải thể hiện cái trí thông minh của mày chứ. Nếu mà thật sự muốn về làm với tụi tao á thì mày phải thể hiện cái bản lĩnh của mày. Mày nổi tiếng là máu lạnh mà, không lẽ mày không xử được nó, đúng không? Thằng Hổ nó yêu cầu anh như vậy á, chắc chắn là nó đang tìm cách chơi anh rồi. Anh phải cân nhắc cho thiệt kỹ. Bây giờ nó có thử thách anh như vậy, anh cũng phải làm thôi. Đã nói là phải làm, không làm để nó khinh hả? Em khuyên anh á, cái nào đáng làm thì hãy làm, nguy hiểm thì mình dừng lại. Anh nghĩ đi, anh làm sao xử được thằng Tài?
Chuyện đó không cần em phải nhắc. Anh đã từng thấy tụi thằng Tài nó mạnh như thế nào. Do đó anh chỉ có thể xử nó khi nó đi một mình. Chỉ cần làm gọn gàng một chút là được. Không phải lúc nào hành động của anh cũng may mắn. Anh chưa ra tay á thì thằng Tài nó đã giết anh rồi. Sao nãy giờ anh nói em không có hiểu hả? Việc anh làm, anh nhắm được thì anh mới làm. Em không giúp được thì thôi, em đừng có xen vô kiểu đó nữa. Anh nói cho em biết, nếu như anh không làm được thì chỗ ở của anh với em sẽ không còn. Lúc đó mình bị đạp ra ngoài đường, không có tiền ăn, chứ đừng nói chỉ là chỗ ở. Em nhìn anh cái gì? À, hay là em còn tình cảm với thằng Tài Mỹ Nội hả? Anh nói cho em biết, lần này anh mà không làm, bẫy đá sao cho thằng Hổ với thằng Lửa xử anh với em đó. Anh đúng là ngang ngược mà. Em không nói chuyện với anh nữa. Kệ anh. Lâm, nghe nói nè. Lâm, em không muốn tranh cãi với anh nữa. Lâm, em có thể vũ thằng Tài Miếu Nổi ra cho anh xử nó không? Không phải em cũng căm ghét nó mà. Nó từng truy sát em như một con chó, em không nhớ hả? Nhưng bây giờ em không muốn trả thù, vì đã có anh ở bên em. Anh không có hề nghĩ tới tương lai hay là cảm giác lo sợ của em, có đúng không? Anh Vũ, anh bỏ cái ý nghĩ điên cuồng đó đi. Không được. Anh bây giờ không còn con đường nào để đi nữa. Em không thể hiểu đâu. Anh Sơn đó, anh tự bỏ được đó. Anh vẫn còn con đường để đi đó. Để anh coi nó đi được bao nhiêu bước. Nhưng mà anh khác nó. Con đường anh đi, anh không thể quay lại đâu. Mà nếu có quay lại hay không thì anh cũng sẽ chết. Bẫy đá sẽ là người đẩy anh ra đường. Và cả em nữa, mình sẽ ở đâu bây giờ? Ai sẽ bao bọc và che chở cho tụi mình khi mình là tội phạm? Bây giờ mình đang rất an toàn là do bao bọc của hắn, em quên rồi hả? Nhưng mà mình giết Tài Miếu Nổi là một điều không thể. Anh đâu nói với em là anh sẽ giết nó. Đập cho nó chấn thương sọ não là được rồi. Anh Dũng, em cũng căm thù hắn. Nhưng mà thôi được rồi, nếu em không chịu làm thì anh có cách này. Nhưng em phải giúp tìm hiểu cho anh. Tìm hiểu chuyện gì? Anh cần biết nó hay đi qua các con đường nào. Anh cần hai đoạn đường dẫn. Em biết anh định làm gì. Anh có đủ sức không? Hụt là chết đó. Em yên tâm đi, anh sẽ thắng nó. Cách này vừa đánh lừa được công an, vừa có tiền, vừa làm cho nó bán sống bán chết. Đây là một con đường sống duy nhất để cho em rửa hận. Và anh cũng chứng minh được với bầy đá khả năng của anh. Tất cả đều nằm trong phán đoán của tao hết. Tao biết ngay, thằng Vũ chắc chắn á sẽ gặp tụi bay. Em theo lệnh của đại ca, khích nó, xử thằng Tài Miếu Nổi. Không biết sẽ ra sao. Nhưng mà em sợ nó làm không xong chuyện này rồi bể chuyện. Nó đâu có võ gì đâu anh. Đơn giản một điều thôi, tao chỉ cần biết một trong hai thằng nó nếu xui xẻo biến là được. Còn điều quan trọng, tao muốn thằng Tài Miếu Nổi phải chết, lúc đó tao mới hạ giận. Còn thằng Sơn Hoa, anh để nó ngang nhiên rút chân ra như vậy sao? Nếu là thằng khác, anh đã xử nó lâu rồi. Em thấy cái thằng Sơn Khóa này nó biết quá nhiều chuyện. Anh có cần em khóa miệng nó vĩnh viễn không? Hoặc là hăm dọa nó, đuổi nó ra khỏi nhà giống như thằng Vũ? Cái thằng Sơn đó hả? Nó đang còn thiếu tao một mạng. Đừng có dội, sẽ có lúc
Tao cần tới cái mạng của nó đó. Chắc chắn một điều, nó phải trả lại cho tao cả gốc lẫn lời. Bữa nay cô giảng bài hai con có hiểu không? Dạ hiểu. Không hiểu có gì hỏi cô nha. Dạ. Ừ. Giỏi. Dạ chào cô. Con chào cô ba. Hai đứa. Hôm nay á, cô này dạy thế cho thầy Thành á. Ủa, vậy thầy Thành đâu rồi cô? Hôm nay á, mẹ thầy Thành đã bị bệnh, thầy Thành phải ở nhà chăm sóc cho mẹ. Bữa nay em lên lớp dạy thế cho thầy Thành. Dạ vậy hả cô? Dạ. Dạ vậy cô ơi, cô có biết địa chỉ nhà thầy Thành đâu không cô? Dạ biết chứ. Vậy cô có thể cho tôi biết số địa chỉ nhà của thầy Thành được không cô? Dạ được mà. Nè mấy con ở nhà ăn cơm ngoan nha. Dạ. Má đi công chuyện chút, ăn xong rồi học bài nghe không? Dạ. Không có được chạy lung tung ngoài đường đâu đó. Dạ. Ở nhà coi chừng nhà giùm má đó. Dạ. Chị ba. Em mới về hả? Dạ. Chị có nấu canh chua với lại xíu mại ngon lắm, chút nữa bới cơm ăn ngang. Dạ. Chà, hôm nay đi đâu mà đẹp dữ vậy? Chị đi công chuyện chút xíu. Thôi má đi ngang. Dạ. Chị đi ngang. Nè vô bưởi. Dạ. Dạ. Má con đi đâu vậy? Hình như á, má con qua nhà thầy Thành á. Đúng rồi đó Út. Nhà thầy Thành. Dạ. Chi vậy? Má thầy Thành bị bệnh á. Cô Lanh ngồi đi. Dạ. Tôi có ít trái cây với lại sữa biếu cho bác. Cảm ơn cô. Mời cô uống nước. Dạ cảm ơn thầy. Mẹ tôi chắc còn đang ngủ trong đó. Tôi có nói chuyện với cô giáo trên trường nên biết nhà thầy ở đây. Tôi nghe mẹ thầy bị bệnh, nhà thầy thì lại đơn chiếc. Tôi đến xem coi có giúp đỡ gì không. Cô đừng quá lo nhiều cho tôi như vậy. Từ trước tới giờ, một mình tôi làm được hết mà cô. Thầy đã giúp cho tụi nhỏ được học hành tử tế, mà thầy lại không có lấy tiền. Bây giờ mẹ thầy bị bệnh, không lẽ tôi lại ngó lơ. Cô làm được khách sáo như vậy, cô làm như vậy, tôi cảm thấy áy náy lắm. Thầy mà không cho tôi giúp, người áy náy là tôi, chứ không phải là thầy. Thầy à, thầy hãy để cho tôi phụ giúp bác gái nha. Dù sao tôi cũng là phụ nữ, dễ công chuyện hơn. Dù sao tôi cũng đã tới đây rồi, thầy cũng nên cho tôi được vào thăm bác. Thành ơi. Dạ. Bác đã dậy rồi hả? Mẹ tôi dậy rồi đó. Vậy tôi vào thăm bác nha. Cháo rượu thuốc nha mẹ. Thầy để tôi. Dạ. Cảm ơn cô. Cô nhớ sau khi cho mẹ tôi ăn cháo thì cô cho uống thuốc nha. Thuốc tôi để trên đó đó. Dạ tôi nhớ rồi. Thầy có đi làm gì á thì đi làm đi, bác đây á để tôi chăm sóc cho.
Bác cảm ơn con. Bác phiền con nhiều rồi. Bác đừng có nói như vậy. Thầy Thành cũng đã giúp đỡ cho con rất là nhiều. Bây giờ khi biết mẹ thầy bị bệnh, đương nhiên con phải giúp thầy chứ. Thành Thành vậy mà nó cũng biết chăm sóc bác. Trước giờ bác bệnh, một tay nó lo chứ ai. Thưa ba, con mới đi học về, con qua thăm nội nha ba. Ừ. Dạ. Nội, nội, nội ơi. Thưa nội, con mới đi học về. Dạ con chào cô. Cô chào con. Đây là cô Lành, bạn của ba con. Đây là thằng Việt, con của thằng Thành đó. Dạ. Con của cô là học trò của ba con. Dạ. Nội. Nội hết cảm chưa nội? Nội hết ho chưa? Nội khỏe rồi. Hôm nay con đi học có ngoan không? Dạ có. Nhờ ba chỉ con làm bài tập mà con được 10 điểm luôn á. Cháu của nội ngoan quá. Con phải ráng học giỏi cho ba con vui nha. Dạ. Cô biết không, nó được 12 tuổi rồi đó. Dạ. Đang được học lớp bồi dưỡng toán ở trên quận. Con trai thầy Thành cũng lớn quá ha bác. Nhìn cháu nó thông minh và ngoan quá. Nó giống y chang như cha nó. Nó học giỏi lắm. Nhà chỉ có hai cha con với bác á, nhưng mà dây cũng vui. Thôi, con đi tắm rửa đi, rồi còn ăn cơm. Dạ. Thưa cô con đi. Không biết tôi có sống tới ngày cháu nội tôi thành tài không. Già rồi, chỉ mong có sức khỏe, cuộc sống bình an. Chỉ mong cho thằng Thành với con trai nó hạnh phúc. Chứ mẹ nó bạc lắm. Mẹ nó đi lấy chồng khác. Bác à, bác không nên suy nghĩ nhiều. Bác đang bệnh, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bác thấy cha con nó thui thủi mà bác buồn. Cái ngày bác bị đột quỵ vậy mà giờ thằng Thành nó nỡ lòng nào bỏ đi biệt. Đã 5 năm rồi. Không ngờ nó quá tệ. Bác à, nó bỏ con đi theo người ta. Bác đừng có khóc nữa. Bác đừng có khóc nữa. Bác mà khóc, con khóc theo bác bây giờ. Thầy Thành mà thấy sẽ la con là để cho bác khóc á. Bác đừng có khóc nữa nghe bác. La sao được mà la. Bác buồn phải để cho bác khóc chứ. Bác à, thôi bác nín đi. Sau này á, con sẽ dành nhiều thời gian con qua để nói chuyện và chăm sóc bác. Bác đừng có khóc nữa. Bác đừng có buồn nữa nha. Thầy đang làm gì vậy? Tôi đang nấu cơm cho thằng Việt. Một lát nữa tôi sẽ nấu cháo cho mẹ. Vậy thầy để tôi phụ thầy nha. Cảm ơn cô. Cái gì vậy? Đại ca, đại ca, em đụng đứa nhỏ rồi đại ca. Cái mẹ nó, đường này chắn mà, mày chạy luôn đi. Không được đại ca ơi, đụng người bỏ chạy là tội lớn đại ca, công an điều tra ra đó. Vậy mày xuống dưới mày coi nó bị cái gì rồi. Dạ đại ca.
Hả? Em có sao không em? Em ơi, em ơi, em ơi. Hả? Đại ca, nó bị hộc máu rồi đại ca. Giờ sao đại ca? Hả? Em ơi, có sao không em? Em ơi, giờ sao đại ca? Mày lo cho nó đi, tao có gì phải đi gấp rồi. Dạ em biết rồi đại ca. Em ơi, em ơi. Em ra ngoài đi, có gì anh gọi. Alo, tôi nghe. Alo, anh hả? Ờ. Đại ca bị đánh nặng lắm, đang nằm trong bệnh viện đó anh. Cái gì? Ai dám đánh anh Tài? Em không biết, nhưng mà em nghĩ đây chắc chắn là vụ giàn cảnh cướp để giết anh Tài đó anh. Bây giờ tình trạng anh Tài sao rồi? Đang trong phòng cấp cứu đó anh. Anh vô lẹ đi. Tao biết rồi, mày ở đó với anh Tài đi, tao vô liền. Công an đang điều tra hiện trường, họ không bỏ qua chuyện này đâu. Em không biết trả lời về công ty đâu nha anh. Tao biết rồi. Nè, công an có hỏi thì mày cứ nói là anh Tài bị ăn cướp kia chưa. Dạ dạ. Đừng nói chuyện nhàn cảnh gì hết. Công an mà điều tra ra là chết chụp cả đám đó. Vậy đi, tao vô liền. Dạ dạ, anh vô liền anh. Mẹ nó. Mà anh, mình làm vậy có ác quá không? Ác cái gì? Em không nhớ thằng Tài mới nổi truy sát bao nhiêu lần hả? Nhưng mà... không có nhân gì hết á. Nè, em cất cái này đi. Anh không sợ bẫy đá hả? Sợ cái gì? Anh đã cất thì cất đi. Để anh vô rửa mặt thay đồ. Đi coi. Dạ. Bữa nay mày làm tốt lắm. Nhí. Dạ. Qua đây. Cầm số tiền này, đi đâu đó làm lại cuộc đời đi. Nhưng mà sao nhiều quá vậy chị? Tao đưa thì mày cứ cầm đi. Mày ở đây á, trước sau gì công an cũng điều tra, biết được chuyện này rồi sẽ lần ra những chuyện khác nữa. Mày lánh đi đâu càng xa càng tốt. Đừng có trở về đây nữa. Đi thật xa, đi liền nghe chưa? À, nhưng mà còn anh chị thì sao? Nhưng cái gì? Tao nói đi thì đi đi. Cuộc đời của tao đã không còn lối thoát. Nhưng mày thì khác. Mày còn tương lai phía trước. Mày khác với tao. Mày còn đường lui. Nhưng tao thì không. Mày mà theo anh Vũ với tao á, thì đời mày sẽ tàn trong ngõ hẹp đó. Mày đi nhanh đi. Phải đi thật xa. Và nhớ, làm lại cuộc đời nghe chưa? Về phòng chị... gom đồ đi liền ngay lập tức. Nhưng mà không có như vậy gì nữa. Đi 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 chị... đi.
Thằng Nhi nó về phòng rồi ha em. Em đã cho nó một mớ tiền, em kêu nó trốn đi rồi. Tại sao vậy? Thằng tài xế chắc chắn đã nhìn thấy mặt nó rồi, thế nào cũng lần ra nó mà tìm ra được tụi mình. Nhưng mà em để nó đi như vậy, lỡ công an bắt được nó thì sao? Chính vì vậy em mới kêu nó đi ngay lập tức. Thôi được rồi, em đi tắm đi. Tại miếu nổi, mày cũng có ngày hôm nay.